Bây giờ đã là cuối tháng 3 âm lịch. Thỉnh thoảng những cơn mưa rào lại trở về. Chút gió heo may vẫn cứ vương vấn trên cánh đồng làng. Ruộng cà ghém cũng bắt đầu chút những chiếc lá vàng. Những bông hoa tím tím cũng ẩn mình trong cuống lá. Những quả cà thưa thớt bé dần. Thay vào đó là những thửa ruộng lúa mơn mởn đang thì con gái. Những ruộng lạc xanh ngút ngàn. Những ruộng khoai sọ vươn mình trong nắng tháng 3. Ai xa quê chắc không thể quên được những cảnh vật tươi đẹp này.